Xin chào tất cả các bạn. Thì vừa rồi là mánh khóe của cái trò ảo thuật mà cho Rubik vào chiếc túi và Rubik tự giải. Thật ra không phải tự giải đâu, khi mà cho vào mình đã dùng một tay và mình đã giải rất là nhanh. Thì cách giải như thế nào, ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Ok, và để làm được cái trò vừa đấy thì các bạn phải biết một số bước để setup con Rubik nhá. Thì setup như thế nào? Đầu tiên các bạn để Rubik như thế này. Và các bạn sẽ R phẩy, đó, U nhỏ phẩy và R nhỏ phẩy. Đó, như vậy đã setup rồi này. Đó, khi nhìn qua thấy Rubik khá lộn xộn luôn. Thì bây giờ các bạn chỉ cần làm ngược lại những cái bước mà vừa làm thôi được. Dùng một tay nhé, các bạn đẩy hàng này lên này. Đẩy hai hàng này, đó. Các bạn sang hàng này. Rồi bạn lại lấy ngón này, đẩy hàng này lên. Rồi các bạn sang ngón này nữa. Đó, thì khi làm nhanh nó sẽ được hiệu ứng như vừa rồi. Đó. Cái các bạn sẽ luyện tập thật là nhiều để đạt được cái tốc độ mà mình có thể khiến cho khán giả thấy rất là ảo. Đó, này thì do các bạn luyện tập chăm chỉ thôi. Cái tùy nhá, các bạn có thể sang rồi xuống, sang rồi xuống. Đó, thì giải chúng ta sẽ lên sang, hóa các bạn có thể xuống rồi sang đều được nhá. Có hai cách các bạn, nếu mà làm theo như vừa nãy thì các bạn làm ngược lại như này. Đó, cái này các bạn thấy cái nào dễ hơn thì các bạn thực hiện thôi. Đó, nhưng mình thấy cái này dễ hơn này. Đó, luyện tập thật là nhiều, nó cái mánh khóe chỉ như thế thôi. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu các bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.